Để hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ Công Thương cũng đã tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại, tìm hiểu thông tin tại thị trường, đưa doanh nghiệp sang làm việc trực tiếp với các nhà nhập khẩu hoặc hệ thống cơ quan liên quan của Australia để tìm hiểu về các quy định xuất xứ và nhập khẩu hàng hóa. Phát biểu tại hội thảo Thông tin thị trường Australia và một số quy định chung đối với hàng hóa nhập khẩu, đại diện Cục Xúc tiến Thương mại ông Đỗ Kim Lang, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, những năm gần đây, quan hệ hợp tác Việt Nam-Australia ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và đi vào thực chất, đã là nền tảng cho việc mở rộng hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước. Thời điểm hiện tại, Việt Nam là nước đầu tiên và duy nhất được phép xuất khẩu thanh long vào Australia. Tuy nhiên, dù cởi mở với hàng hóa nhập khẩu nhưng Australia cũng có những quy định rất khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Do đó, trước khi đưa hàng hóa sang thị trường này, doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các quy định về kiểm dịch, mức ưu đãi thuế quan và các chi phí liên quan. Trong 9 tháng năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Australia đạt 4,72 tỷ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam xuất khẩu hơn 2,41 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu 2,31 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ hai nước cũng đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới.